chiếc Liberty 125 nha anh em. Mà Duyên chưa có làm gì nha. Chủ xe chạy yếu bị rung á, là qua mình làm lại. Đặc trưng của mấy cái dòng này là bố nó chạy được nha anh em. Trường rồi cái làm bay móc cũng bi này kia. Ở tôi luôn. Mà Duyên á, lúc đầu chỉ chạy như đây thôi, xíu làm xong á sẽ leo ra ngoài luôn. Giờ mình tiến hành mình bỏ đồ mình làm. Làm xong rồi cho anh em xem nha. Đây chiếc Liberty xe này nó bị tuột cái nồi. Những cái gọng xăng dưới vùng mà nó quá dơ rồi. Nhìn phi góp luôn. Đó, chạy kiểu hồi đó giờ luôn, không có đi làm á. Gọng xăng mà nó dơ vậy nè. Như mấy chiếc quay kìa. Đó, nóng phụ quá trời. Đây, nãy giờ mình sẽ mở ra, mình vệ sinh ống xăng kim phun làm hết. Xong rồi mình sẽ quay cho anh em cho nó trơn tru rồi bét rồi nó thông thả suốt hết rồi chạy nó nhẹ bốc hơn nha anh em. Đấy, đủ quá giờ rồi. Bụi mà nó gì nè, đó, đồng luôn. Cái bô dìn của Vespa là ít hay là cái mới cũ cũng vậy á. Cái bố nó chạy thời gian nó chạy á, anh em dặn nó kêu ế không. Mình phải làm bố lại. Rồi làm vớt phay cánh bi vẽ đồ nó dày nhẹ lắm, bốc. Ok. Đây, cái ống xăng này nó rất là dơ nha anh em. Đó. Xịt tới đâu là trắng như ngọc trinh. Đó. Đó là phải rửa gì đó, đó không thấy không? Bây giờ dữ lắm nghe nè. Đó thôi, cái bét này mình làm rồi nè, thấy không? Trắng tươi rồi, thấy không? Rồi, ok, rửa xong rồi bắt vô. Rồi nổ máy em test rồi cho anh em coi nha. Ok. Đây, sau khi mình vệ sinh xong nha anh em. Đó, rất là sạch ha. Trắng tươi luôn. Rồi sạch sẽ hết rồi mình bắt vô. Đây giờ quá, lát vệ sinh này luôn, xịt này hết. Cái phun đồ làm hết rồi. Bây giờ lát lấy cái nồi, cái lọc gió, thay lọc gió luôn. Nhưng mà xe này làm mà bếp phun không xăng lọc gió nồi. Nó nhẹ bốc hơn. Chạy ba mấy nghìn rồi. Ok. Đây chiếc Liberty sau khi mình làm nồi lại xong thì mình hai lọc gió nè, làm kim phun không xăng sạch sẽ hết, rửa rồi hết này sạch hết. Bố thì làm cái bài mình nha, cái bố zin theo hãng á, bố Vespa không có chạy được nha anh em. Bố Yamaha Honda còn có thể được nhưng mà bố này phải làm. Đi làm bố này của xe hơi á, nó bắt cái tốt hơn, nó bám như này nè, tốt hơn. Nghĩa là mình thường cái bệnh rung đầu liền nồi luôn. Đây mình quay cánh bi rồi vẽ đồ, mình nhớ theo bài mình ha. Đó. Nó mở cái tua lên đây luôn. Còn zin đó thì thằng tới đây à. Giống như mấy chiếc video SH rồi AB rồi mình hay quay đó. Cái xe này nó không quay được. Mình dẫn vô mình test thử cho độ nhẹ bốc nó cho anh em coi. Cái đặc biệt là cái kêu SS đó là mình trị khắc phục cái bệnh này luôn. Rồi, ok.
anh em yêu cầu liên hệ mình đi nhà bốc tiết kiệm xăng làm bảo trì là hết ha. Anh em yêu cầu liên hệ mình nha. Đây tiếp tục buổi tối chiều tối nhìn thủ thông xe cho anh em nha. Giờ này làm tăng ca tháng rồi. Máy đang làm ở đây. Em yêu cầu liên hệ mình nha. Tăng ca, tăng ca. Tối luôn.